from the beginning. Hit it, boys. Với Ngọc, một chiếc xe không chỉ cần đẹp mà còn phải tôn lên ngoại hình của người chạy. Và Ngọc đã tìm được chân ái của mình, đó chính là xe tay ga Yamaha Rende. Dành cho những cô nàng tín đồ thời trang, Rende có thiết kế mang phong cách sang trọng của châu Âu và màu sắc hết sức thanh lịch. Yên xe và sàn để chân được tạo hình tinh tế để tôn dáng, giúp phụ nữ luôn có dáng ngồi thẳng lưng và quý phái dù diện trang phục nào. Đèn trước của xe là đèn LED thiết kế hình kim cương nổi bật và chia thành hai tầng, dù chiếu gần hay chiếu xa đều rất sáng. Đèn sau cũng được thiết kế rất đẹp và cũng được dùng đèn LED. Là một mẫu xe công nghệ cao, Rende được trang bị chìa khóa thông minh, smart key, nhỏ gọn và an toàn. Vì chỉ có người cầm khóa mới có thể khởi động hay mở cốp xe. Ngoài ra còn có thể nhấn nút định vị khi cần tìm xe. Okay, now, from the beginning. Và còn dùng để thao tác nhiều chức năng khác rất dễ dàng khi kết hợp với núm xoay. Cốp xe rộng đến 27 lít chứa được rất nhiều đồ, còn có cả đèn LED chiếu sáng để dễ tìm đồ hơn. Các bạn có thấy vừa rồi Ngọc thắng bại thì Rende dừng rất êm đúng không? Đó chính là nhờ công nghệ chống bó cứng phanh ABS, nên dù bạn có thắng gấp hay đường trơn thì bánh xe vẫn bám đường và không bị trơn trượt. Hết sức an toàn và yên tâm cho các bạn nữ nha. Có thể nói Rende chính là một chiếc xe tay ga hoàn hảo để tôn lên đẳng cấp của một quý cô sành điệu, dành cho những phụ nữ thành đạt, thông minh và thời thượng. Không chỉ là một phương tiện đi lại mà còn là một phụ kiện thời trang nữa. Yamaha Rende, xe ga tiết kiệm nhiên liệu số 1 Việt Nam. New Me, discover with Yamaha.